Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng sớm mai, tình trạng mưa nhỏ có thể xuất hiện lặp lại, nhất là tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, đồng thời có thể đi kèm với hiện tượng sương mù vào buổi sáng. Tuy nhiên, đến trưa chiều mai, thời tiết có thể hửng sáng và đôi lúc có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ sẽ tăng chậm theo ngày, với mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai ở vào khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Sang đến ngày 15 và ngày 16 tháng 1, nhiệt độ ngày đêm còn gia tăng khoảng từ 1 đến 2 độ. Những khoảng nắng và trưa chiều có thể xuất hiện kéo dài hơn với mức nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, phổ biến là từ 23 cho tới 25 độ. Thời tiết chỉ còn lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 21 độ, rét ở vùng núi với nhiệt độ dưới 18 độ. Tương tự như thời tiết tại các khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì trong sáng sớm mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến phía Bắc của Hà Tĩnh có thể có hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ rải rác trong buổi sớm, lác đác có mưa nhỏ trong thời gian ngắn. Sau đó đến trưa chiều trời cũng sẽ hửng nắng lên nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần lên mức từ 23 cho tới 25 độ vào ngày mai. Sau đó cùng với những thời gian nắng tăng lên thì nhiệt độ lại tiếp tục tăng khoảng từ 1 đến 2 độ nữa trong những ngày giữa tuần. Đi tiếp về phía Nam, thời tiết tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi, Bình Định, tiết trời phổ biến là tạnh ráo trong 3 ngày tới. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, chế độ nhiệt ẩm hầu như là không có nhiều thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng, cường độ nắng tăng dần từ Bắc vào Nam, nhất là tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, nắng có cường độ gay gắt hơn cả. Vì vậy mà nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 28 cho tới 30 độ. Đến với các tỉnh thành phía Nam của Tổ quốc, do đang thời kỳ cao điểm của mùa khô nên toàn khu vực Tây Nguyên và tại Nam Bộ, kiểu thời tiết đặc trưng trong những ngày gần Tết Nguyên đán duy trì với tình trạng không mưa và nắng nhiều. Dự báo là Nam Bộ sẽ vẫn là nơi có mức nhiệt trong ngày cao nhất cả nước. Toàn khu vực trời có nắng từ sớm kéo dài cho đến chiều muộn với nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ, trời oi nóng, đặc biệt là ở miền Đông. Còn tại Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 27 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Nhưng từ khoảng nửa đêm trời sẽ dịu đi nhanh chóng, tiết trời chuyển mát tại các tỉnh Nam Bộ với mức nhiệt thấp nhất vào thời điểm rạng sáng, phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 24 độ. Trời rét tại Tây Nguyên với mức nhiệt thấp nhất chủ yếu là dưới 20 độ. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển, trong 3 ngày tới, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trong khi đó, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, biển động. Tuy nhiên, sang đến ngày 15 và ngày 16 tháng 1, trên khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ yếu có cường độ trung bình cấp 5, chọn thời tiết ít có mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Như vậy là ngoại trừ tình trạng sương mù và mưa nhỏ tại các tỉnh phía Bắc vào sáng sớm, thời tiết trên cả nước sẽ có xu hướng tốt dần lên trong những ngày tới. Bản tin thời tiết cuối ngày 13 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.